Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì nội dung và chủ đề video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người là cách đáy lại mật khẩu của ứng dụng VNID của Bộ Công an, là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Thì những ai đang gặp tình trạng là các bạn là quên mật khẩu và các bạn là không biết cách đáy lại mật khẩu thì hôm nay mình sẽ làm video này để hướng dẫn tất các bạn là cách đáy lại mật khẩu của ứng dụng nhé. Thì những ai là biết đấy rồi thì các bạn có thể bỏ qua video này. Thì trước khi chúng ta vào chủ đề chính thì các bạn đừng quên để lại cho Tuyên một sub và một like, một đăng ký kênh và ấn vào chuông để luôn luôn cập nhật những video và mới nhất từ video của mình nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi. Vâng, để chúng ta có thể lấy được mật khẩu của ứng dụng VNID của Bộ Công an, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, thì trước tiên thì mọi người sẽ mở ứng dụng của mọi người lên cho mình nhé. Khi mọi người mở ứng dụng của mọi người lên thì mọi người sẽ tiến hành đăng nhập cho mình nhé. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành đăng nhập ứng dụng của mình để hướng dẫn tất cả mọi người cách đáy lại mật khẩu nhé. Thì mọi người sẽ chuẩn bị cho mình là thẻ căn cước công dân của bạn là đăng ký với ứng dụng VNID nhé, hoặc là số định danh cá nhân của bạn, số định danh cá nhân của bạn là số căn cước công dân của bạn ấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ có hai cách để lấy được mật khẩu ứng dụng nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn là từng cách một nhé. Tiếp theo thì mọi người sẽ ấn vào chỗ phần quên mật khẩu, mọi người sẽ ấn chọn mới cho mình. Bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn là hai cách lấy được mật khẩu của ứng dụng VNID nhé. Cách thứ nhất thì các bạn sẽ nhập số định danh cá nhân của bạn, số định danh cá nhân là số căn cước công dân của bạn nhé. Đấy, và số điện thoại của bạn, số điện thoại này là số điện thoại của bạn đã đăng ký với ứng dụng VNID nhé. Khi các bạn đã đăng ký thành công rồi đấy, thì các bạn sẽ không sửa đổi thông tin của bạn được. Thì bạn nào xem được video này mà các bạn chưa biết cách đăng ký ứng dụng VNID của Bộ Công an thì mình cũng đã có một video hướng dẫn chi tiết các bạn đăng ký tài khoản rồi, thì các bạn có thể vào xem video đó để tham khảo nhé. Chủ yếu video hôm nay thì mình sẽ chỉ hướng dẫn mọi người là cách đáy lại mật khẩu của ứng dụng thôi. Rồi, cách thứ nhất thì các bạn sẽ nhập vào số định danh cá nhân và số điện thoại của bạn đã đăng ký với ứng dụng VNID nhé. Thì cách thứ hai để các bạn lấy được mật khẩu ứng dụng VNID thì xác thực bằng NFC bằng thẻ căn chip, mọi người sẽ ấn chọn mới cho mình nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ xem hướng dẫn để cho các bạn hiểu cụ thể hơn. Sử dụng là tính năng NFC thì hướng dẫn sử dụng tính năng. Thì tùy theo thiết kế của nhà sản xuất thiết bị mà vị trí đặt thẻ đọc thông tin sẽ khác nhau nhé. Thì mọi người sẽ lưu ý cho mình. Thì thông tin vị trí tín hiệu NFC các máu theo iPhone sẽ nằm tại phần trên cùng của máy nhé. Thì mọi người sẽ lưu ý cho mình thế. Thì từ iPhone XS Max đến iPhone 14 series, đây là iPhone 7 đến iPhone X nhé. Thì điện thoại nào không hỗ trợ thì mọi người sẽ không quét được chip thẻ công dân của mọi người nhé. Điện thoại nào hỗ trợ thì sẽ quét được. Thì bước 1 thì mọi người sẽ kiểm tra tính năng lọc NFC trên thiết bị đảm bảo cung cấp hoạt động tốt nhé. Thì mọi người sẽ đi cho mình. Bước 2 này, đưa điện thoại đến gần chip trên thẻ căn cước công dân của mọi người. Tối đa là 4 cm để đọc dữ liệu nhé. Đấy, thì mọi người không hiểu thì mọi người sẽ xem video hướng dẫn ở đây chi tiết nhé. Bây giờ thì mình sẽ ví dụ cho các bạn, mọi người sẽ lơ thẻ căn cước công dân gắn chip của mọi người sẽ lơ tới gần điện thoại trên camera gần 4 cm nhé. Đấy, thì mọi người sẽ lơ tới gần thế này. Đấy. Khi mọi người lơ gần thế này thì điện thoại của mọi người sẽ tự động là lấy dữ liệu trên con chip của thẻ căn cước công dân của mọi người nhé. Đấy. Thì mọi người không hiểu thì mọi người sẽ xem video đi, xem video lại hướng dẫn chi tiết ở phần này nhé. Video hướng dẫn nhé. Đây là tính năng hỗ trợ cách đáy mật khẩu NFC bằng thẻ căn cước công dân gắn chip nhé. Thì mọi người vẫn phải điền số định danh cá nhân của mọi người trên này và số điện thoại của mọi người trên này thì mọi người mới ấn gửi yêu cầu nhé. Xác thực NFC bằng thẻ căn cước công dân gắn chip ấy thì mọi người vẫn phải ghi số định danh và số điện thoại mới gửi yêu cầu nhé. Khi mọi người ấn gửi yêu cầu thì mọi người mới đến chuyển sang là trang là quét quét cái dữ liệu trên thẻ căn cước công dân gắn chip của mọi người nhé. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách lấy mật khẩu của ứng dụng VNID, là cách thứ nhất nhé. Thì mình sẽ ghi số định danh cá nhân này, số điện thoại của mình. Đấy, các bạn sẽ chọn là cách thứ nhất cho mình. Bởi vì cách thứ hai thì điện thoại của mình không hỗ trợ thì mình sẽ không làm video hướng dẫn cụ thể cho mọi người được, thì điện thoại mình không hỗ trợ. Đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ ghi số định danh cá nhân của mình là số căn cước công dân của mình nhé. Khi mọi người đã điền số định danh cá nhân và số căn cước công dân của mọi người xong
thì và số điện thoại của mọi người xong, mọi người sẽ ấn gửi yêu cầu cho mình. Quên mật khẩu nhá, thì mọi người sẽ nhìn thấy là số định danh cá nhân của mọi người trên này và số điện thoại của mọi người trên này nhá. Đấy, thì tiếp theo thì mọi người sẽ điền cho mình là họ và tên, tên thật của mọi người nhá, họ và tên đấy. Các bạn phải nhập đúng họ và tên của mọi người trên thẻ căn cước công dân của mọi người nhé, và ngày tháng năm sinh và ngày cấp thẻ căn cước công dân của mọi người nhé. Khi mọi người đã điền thông tin của mọi người xong thì tiếp theo thì mọi người sẽ ấn tiếp tục cho mình nhé. Rồi, ok, thì một mã xác thực OTP sẽ được gửi tới số điện thoại của mọi người đã đăng ký với ứng dụng là VNED nhé. Thì mọi người sẽ nhập mã OTP này vào đây cho mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ nhập mã OTP của mình. Khi mọi người nhập mã OTP của mọi người xong thì ứng dụng sẽ chuyển sang là thiết lập mật khẩu mới. Thì bây giờ thì mọi người sẽ tạo mật khẩu mới của mọi người cho mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ tạo mật khẩu mới của mình. Khi mọi người đã tạo mật khẩu mới của mọi người xong, tiếp theo thì mọi người sẽ ấn xác nhận cho mình nhé. Thông báo thiết lập mật khẩu thành công. Bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu vừa thiết lập nhé. Bây giờ thì mọi người đã lấy được mật khẩu thành công và mọi người đã thiết lập mật khẩu thành công rồi. Bây giờ thì mọi người chỉ cần lấy mật khẩu của mọi người vừa thiết lập xong và tiến hành đăng nhập vào tài khoản của mọi người nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn tất cả mọi người là cách lấy mật khẩu của ứng dụng là VNED thành công nhé. Thì video của mình cũng xin dừng tại đây. Nếu mọi người còn thắc mắc hoặc chưa hiểu chỗ nào thì mọi người hãy để lại comment ở bên dưới video phần mô tả nhé. Thì những gì mình hiểu và mình biết thì mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc cho mọi người. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì mọi người đừng quên để lại cho Tuyên một sub và một like, một đăng ký kênh và ấn một chuông để luôn luôn cập nhật những video mới nhất từ video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.